Hi, chào mừng các bạn và các em đã quay lại với kênh Việt Cao Gamer của mình nha. Mình là Sơn Lê đây các bạn ơi. Các bạn xem em mình bấm đăng ký cho mình một like và để lại bình luận nha. Là cảm ơn các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục chơi trò chơi Ratchet and Clank nha. Continue. Are those grind boots? Hi guys, welcome back to my channel, and I hope that you enjoy watching my video. And don't forget to give me a subscribe, a like, and leave a comment to my video. Thank you very much. À, mình dùng súng. Còn súng đây mình đã mục tiêu này. Đây. À không không được rồi. À. Thăm 4 cái. Một cái xanh nữa. Oh, look, they got it. Rồi. À đây nó có đôi giày nè. Wow. Is where Ratchet found a shiny new pair of grind boots. With his grind boots strapped on, Ratchet leapt onto the rail. Rồi, mình hiểu rồi các bạn ơi, đôi giày này là mình dùng để mình đi lên con đường này nè. Thấy chưa không? Đó, đúng rồi. Wow, oh, siêu quá. Ở dưới toàn là nham thạch. Sắt nóng không à. Tới nơi rồi nha. Đây coi mình dùng súng gì. Mình bắn này mình lấy cái tài nguyên nha. À, ở đây mình nâng cấp vũ khí nè. Cái điểm G nè các bạn. Mình có 4 viên đá quý nè. Để coi bên đây mình sẽ nâng cấp được vũ khí gì nha. Cái này như nâng cấp hết được không? I would totally buy that if I were you. Nâng cấp cái này là đánh kẻ thù sẽ rớt ra nhiều bù lon cho mình. Rồi. Mua kỹ năng này luôn. Rồi. Súng này như là khả năng mình nâng cấp nó full hết rồi. Mình chưa có nâng cấp. À cái này là tăng khả năng đựng được đạn. Ok. Rồi hiện tại chỉ còn một viên đá quý thôi. Mình trở lại coi. Mình nâng cấp vũ khí khác coi. À cái này đây khả năng sát thương nè. Tăng diện tích sát thương nè. Ok. Hết rồi nha. Tính mua cái vũ khí này mà không đủ bù lon các bạn ơi. Vậy lần sau đi. Để mình bắn thử mấy cái vũ khí mình đã nâng cấp kìa. Để nâng cấp vũ khí nào. Vũ khí này nè, để nâng cấp vũ khí này. Oh, oh. Rồi để coi. Tiếp theo hành trình coi. Đây. Mình sẽ đi một cái cầu này. Băng qua cái cầu hẹp này. Wow. Ratchet stylishly leapt onto the rail next to him. Hay quá. Oh, oh. Siêu, hay quá. Má ơi, ghê vậy. Wow, wow, wow. Nó đứng chặn đường mình nữa kìa. Wow. Wow. Rồi, tới nơi rồi nha.
Rồi, mình thấy những bọn quái nó đứng chờ mình kìa. Khoan, nó đông quá, mình cho nó quả cầu điện đi. Hiệu quả. Quất, mày chết. Wow, nó rộng quá nè. Tuyệt vời luôn. Oh. Bên kia con quái nó đứng bên kia nó chờ mình hay gì? Ủa là bạn hả? Tôi biết anh là ai. Anh là Lombax, là robot chiến tranh. Giờ chắc hẳn ngươi là khủng bố của thiên hà này. My real passion is in amateur neuroscience. I've been collecting brains from telepathopuses as a hobby for about a year now. You collect brains as a hobby? Thằng này nó thu thập não. Ngươi thu thập não vì lý do sở thích à? Nghiên cứu về não đó là một cái niềm đam mê theo đuổi của tôi. I'll be able to raise an army. Then we'll see who thinks they can steal my food out of the company fridge. I mean, I can contribute to the good of all blog kind. Say, if you can collect a few telepathopus brains for me, I'll give you this jetpack. Thôi, giờ nó kêu của mình đó là phải đi thu thập cho nó, đánh mấy con quái thu thập cho nó 10 bộ não thì nó sẽ cho mình một cái cái gì hồi nãy nó giống như một cái tăng lực. Ratchet will be able to use this refueling station as soon as he comes. You can find brains growing in egg sacs or in a fully grown telepathopus. Nó bảo mình tìm não ở trong mấy cái tổ trứng, trứng ấu trùng mà. Đâu là à đây nè, đúng rồi, thấy não rồi kìa. Bước nó một cái. This is disgusting. You got one. Nice work. Một cái rồi nha. Đây, hai cái. Oh, 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 oh. Wow, cái mập cát. Cái mập cát. Ê, cầu điện đâu? Oh. Chết mẹ, cầu điện hết rồi. Oh, 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 mấy con là giống như con Sam mà. Sam quái. Đây có một cái. Trời ơi, ghê quá vậy. Ơi, hết đạn rồi. Oh. Mày. Oh, con cua này mạnh quá vậy. Má ơi, con cua này mạnh quá. Rồi, nó chết rồi, lấy não thôi. 5 trên 10 để coi đạn nào. Còn đạn nào sử dụng đây nha. Đạn này dữ lắm. Ở bên trong cái màn điện này nó có một cái não khác, mình đi đường nào vô ta. Rồi hết giờ rồi. Má ơi, đường nào lên? À đúng rồi, đúng rồi. Mở cái where's that last pad? Còn cái nào đấy? Đây đây đây, còn một cái xanh. Rồi vậy là mình mở được cái màn này hết ta. Ơi ơi. Một cái. Ê, còn cái này nữa. Wow. Rồi mở được rồi. Đó là thua chứ. 6 cái rồi hả? Bên kia làm kiểu gì qua bên kia đây? À cái này đu qua bên kia được. Một. Buông tay bay qua chụp cái kia. Wow. Chụp. Hay quá. Ồ, súng này mạnh nha. Bút bên qua luôn. Wow. Mày hả cua. Mày hả cua quái.
mày hả? Trời ơi, sao tẹt rồi? À, má ơi. Chạy 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 chạy. Rồi nó chết rồi. Lấy thêm nữa thôi. Rồi có đạn gì rồi? Có cầu điện đây nè. Đây nó có một bộ não nữa nè. 8 trên 10 đây. Thì là còn thiếu 2 cái nữa. Ăn cầu điện nè con. Wow, siêu thiệt chứ. Ê, con rồng ơi. Con rồng này cũng bị cầu điện sát thương luôn. Ok nha, lấy não thôi. Đủ rồi. Quay lại vị trí của nó thôi. Quay lại đường nào ta? Má, cái súng này nó bắn được không? Quay lại thôi. Công nhận vũ khí quả cầu điện này nâng cấp siêu được chứ. Ta-da! Ratchet would be able to use this refueling station as soon as he collected the jetpack. Bây giờ quay lại con quái, chỗ con quái màu đỏ. Nó sẽ tặng cho mình, nó hứa nó tặng cho mình một cái bộ gói mới. Á, wow. Cá mập. Chết mình chưa? Cá mập cát. Ôi. Oh boy, out of ammo. A deal's a deal. Here you go. I tell you what. I actually have a top secret Trek Industries info box. If you bring me a few more brains, I might be willing to part with it. You really have a thing for brains, don't you? Yes, I do. And with that jetpack, Ratchet became the aerial scourge of a thousand worlds. Giờ nó cho mình một cái vũ bối nè, cái này là trực thăng. Bây giờ nó kêu mình phải lấy thêm cho nó 20 cái nữa hả? Trời ơi. Lấy ở đâu bây giờ? The telepath of his brain is a wondrously complex. Hay quá, cái trực thăng này nó sẽ giúp cho mình bay. Right, a telepathopus brain smells like cotton candy. Weird, huh? Giờ nó kêu mình đi lấy thêm 20 bộ não nữa. Hình như cái bộ não đó là bộ não khổng lồ. Khoan, trước tiên mình đi lấy thì mình mua thêm vũ khí đi các bạn ơi. Ok. Nâng cấp thêm này, có 2 viên đá quý nè. Nâng cấp thêm vũ khí mới coi. Ai. Sát thương nè. Ok. Còn một viên đá quý đây coi nâng cấp cái gì đây. Cái vũ khí nó coi như trọng tâm. Rồi hết rồi, còn gì nữa không? Đây nè. Cái này là gì đây? Acquire targets across an even wider area. Này nhắm vào mục tiêu ở tiết diện rộng hơn. Ok nha. Rồi mình qua đó mình tấn công. À, trước tiên đó mình chuẩn bị cái quả cầu điện trước đi. Quả cầu điện đi con. Rồi, lựu đạn đâu? Lựu đạn, trời ơi, nó bay lên mẹ nó rồi. Má cái. Nó hạ thấp xuống, quất nó, thấp xuống. Quất nó. Ôi. Wow. Quất nó nè.
Trời ơi, hai... Ai, ai, nó bắn trả rồi. Nó bắn trả rồi, con quái này nó bắn trả. Nó bị trúng đòn rồi. Ê, mình bay ra. Bay ra ngoài. Oh! Nó bắn trả. Hết đạn luôn rồi. Đạn đâu giờ trời. Trời ơi, cứ xung quay. À, wow, chết. Ê, nó trúng đạn. Ê, nó trúng đạn. Mày trúng đạn, ôi, lên cấp luôn rồi. Mày dính đòn. Mày sắp chết rồi, còn 8% rồi. Rồi, nó chết rồi. Quá trời não luôn rồi. Ồ, giết con này được có 3 cái hả? Hay quá. Cũng được đi. Rồi, đâu nữa đây? Ở trên kia còn nữa không? Ở trên kia kìa. Cái này còn phải xuống đây nạp năng lượng thêm nữa này. Đây. Rồi đầy đủ 100% năng lượng rồi nha. Rồi giờ bay tiếp theo tiếp tục kiếm nó nữa. Quất nó. Bay lên trên kia kìa. Thấy nó rồi nha. Câu quả cầu điện nè. Mày chết. Mày dính đòn. Bị điện giật tơi bả rồi. Mình được thêm tổng cộng được 5 cái rồi. Rồi còn cầu điện không? Còn luôn nè. Hay quá. Rồi mình thấy một bộ não lớn nằm bên trong nè. À bên kia kìa. Thấy rồi nha. Quăng quá cầu điện qua bên kia kìa. Mày chết. Nó bị giật rồi. Chờ nó chết mình bay qua. Qua luôn. Thêm một cái nữa. Rồi bay trở lại. Lên đây kìa. Wow, ở đây có một bộ não lớn quá nè. Mình phải mở cửa này ra. Dậm lên đây một cái. Bên đây một cái nữa. Ôi, dưới kia còn một cái nữa mà. Rồi. Một. Hai rồi. Ba rồi, mở cửa được rồi. Ơi, nó ra rồi. Chết mẹ rồi. Wow. Trời ơi, trời. Trời ơi, bay lên trên dục đạn không được hả? Chết mẹ rồi. Hết năng lượng luôn rồi má ơi. Ôi, mất máu quá rồi. Lấy máu thêm coi. Trốn nó thôi. Bây giờ trốn nó thôi. Nạp năng lượng, chạy xuống đây nạp năng lượng tiếp tục. Rồi, có năng lượng rồi. Giờ bay lên. Bay lên dùng cái súng này nè. Không, súng này đi. Chiến đấu nó tiếp thôi. Rồi, quất nó thôi. Đây nè. Chơi mày nè. Não quái. Nó sắp chết, nó còn 47%. Ơ, nó bắn trả kìa bà ơi. Wow. Ê, nó bắn trả.
Mày hả, bắn trả hả mày? Mày bắn trả hả mày? Ơi, nó còn 4% rồi, giúp cái nữa. Ôi, nó chết rồi. Hay quá. Má ơi, nãy giờ được có 9 cái nè. Nè, nó lâu quá. 9/20 rồi. Rồi đâu nữa đây? Ở đây. Đi tiếp tục tìm nữa, bên đảo, hòn đảo bên kia mình thấy nó có tụi cá mập cát nho nho kìa. Chuẩn bị một quả cầu điện cho nó đi. Rồi, ăn quả cầu điện đi. Rồi, cho mày ăn đủ đạn rồi. Đây, có não một cái nữa nè. Ôi trời, lọt chứ. Trời ơi, lọt chứ đường mương rồi. Giờ bay lên chỗ kia chiến đấu nó tiếp. Cho nó ăn một quả cầu điện nè. Cá mập cát. Nổ nè. Nổ nè con. Wow. Wow. Nổ luôn. 11/20. Rồi, nạp năng lượng vô. Oh, trực thăng mình đã đầy năng lượng rồi. Bây giờ tiếp tục bay ra đó, nó có một... Ồ, oh, nguyên bày nó đúng nó chờ mình kìa. Con này mình bắn từ xa được không? Oh, wow, 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 wow. Dứt mày nè, wow, cái con ấu trùng này. Ấu trùng não to. Ồ, oh, nó bay xa rồi. Chờ nó bay gần tí xíu nữa. À, nó đáp vô gần kìa. May hả mày? Wow, nó đang mất máu. Ê, nó bắn lại, nó bắn trả mình kìa. Ê, chạy 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 thôi. Nó bắn trả mình. Trời ơi, nó đi xa rồi. Chờ nó vô, nó đang lội vô. Con này nhìn giống đồ họa, giống con cháy quá. Con cháy khổng lồ. Là gì trời, nó bay qua đó là năng lượng này hả? Wow, nó sắp chết rồi. Mày sắp chết rồi. Ôi ơi, hết pin mà. Ôi, hết đạn rồi. Má nó. Tới lúc mà căng nó sắp chết rồi mình lại hết đạn. Nó vô tới kìa. Rồi, mày chết luôn. Tăng cấp. Rồi, nó chết rồi. Thêm được bao nhiêu cái nữa? 14. Rồi, 14/20 rồi, còn 6 cái nữa. Giờ mình bay ra ngoài kia. Đánh cái não rồi nữa. Một cái nữa. 15 rồi nha. Mình sẽ ném cho nó một quả cầu điện. Bay luôn. Ăn cầu điện đi. Mấy con tép riêu này mà bị một quả cầu điện mà đủ trị nó bay rồi. Ơi, súng máy, chùm súng máy. Còn một quả cầu điện không? Còn chùm súng máy này nó có một cái khiên nó chống đỡ. Ô, chết rồi à. Ôi, nó chưa chết. Quất khoát nữa. À, nó chết rồi.
Nạp năng lượng hết rồi. Còn 3 cái nữa. Đi thôi. Wow. Tới nơi rồi. Wow, lấy cầu điện đâu, cầu điện đâu. Mày hả mày? Bay vô. Mày bay vô. Bên kia kìa. Bay sang bên kia không? Thì mình thấy dưới đây có cái não nhỏ nè. Mình lấy cái não nhỏ được rồi. Rồi 19 cái. Rồi ăn cầu điện đi con. Chết này sắp hết năng lượng rồi. Quá wow, má ơi. Vừa tới luôn hay quá. Ăn cầu điện đi con. Rồi mình đã đủ 20 cái các bạn. Mình bây giờ kiếm chỗ nạp năng lượng để quay về thôi. Ăn cầu điện luôn đi. Hello. Rồi giờ mình quay về lãnh chiến công thôi. Mẹ này không đủ năng lượng rồi. À ở dưới đó có chỗ để nạp năng lượng kìa. Đủ không trời. Bay rồi tới đây. Xuống rớt xuống ngay chỗ này luôn. Rồi nạp năng lượng đầy đủ rồi nha. Rồi giờ bay về thôi. Bay về đây nhận chiến công. Ôi đáp cái này cái đi. Tìm miếng năng lượng nữa. Rồi con quái đỏ đâu rồi. À nó đứng bên kia. Phải bay qua đây cái nữa. Nóng. Bay luôn. Tới nơi rồi. Good evening, fellow Blarg. Chairman Drek here with the latest update on our quest for a new home. Over the next few days, you may notice an increase in Blarg activity around the galaxy. While this may alert the authorities to our plan, this move is critical to securing safe passage for our harvesters. Case in point, the Star Watch defense cannon on planet Batalia. This surface-to-space ion cannon has been protecting the galaxy from invasions ever since we were first driven underground. With this out of commission, our glorious plan can continue! Preparations are already underway, so fear not, stay the course, etc., yada yada yada. Once we eliminate Star Watch and its surrounding forces, we'll enter the final stages of my plan. We've got to stop Drek from destroying that Star Watch defense cannon. My records show that the cannon is on the planet Battalion. Wow, vậy là mình được nó tặng một cái súng khủng để bảo vệ thiên hà đó các bạn ơi, để mình coi cái súng nó như thế nào. Nice reward for collecting any remaining brains in this area. If you find them all, I'll even throw in a special bonus. Ồ nó như thế à? Wow, cái gì đây? Wow, bây giờ nó kêu mình phải đi nhặt não nữa các bạn ơi. Để đánh quái để lượm não nữa. Nhưng bây giờ mình đã làm nhiệm vụ là đánh 20 cái não.
lấy 20 nợ cho nó rồi. Bây giờ là mình sẽ tạm dừng cái game đây các bạn ơi. Rồi các bạn nhớ bấm đăng ký cho mình một like và comment nha. Rồi cảm ơn các bạn. Bye.